Vâng, thì bây giờ chị với Trâm, anh Tinh Tý cũng dành đi về nhé, có chú anh chị. Cảm ơn chị nha. Anh Tinh Tý, chị với Trâm rất là dễ thương, rất là thân thiện luôn, cô chú anh chị và các bạn. Vâng, còn bây giờ chị không lo, anh đang ở bên trong nhà đó, cô chú anh chị và các bạn. Đang lấy những đơn hàng bỏ vô bị cho khách nhé. Chị hôm đó là bên trong nhà lấy bị để đưa cho khách nhé, cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, bây giờ chị Hồng Loan lên trên nhà nhé, cô chú anh chị và các bạn. Thầy cô, dạ, cô mua hàng rất là nhiều luôn, cô chú anh chị và các bạn. Chiếc nào cô? Ở đâu ạ? Chắc chiếc ở trên quá. Không, 8 đuôi á. Phải hả? Đúng rồi. Ê, 8 đuôi à. Đây cô đưa đây cô. Mua hàng rất là nhiều luôn. Mua hàng rất là nhiều luôn nhé, cô chú chị và các bạn. Mong cô chú chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, thì bây giờ cũng này là cái gì ta, anh Hải, anh Phương với anh Khoa cũng đi ra ngoài nhé. Mang cái món đồ màu xanh. Vâng, cô chú anh chị không mến xem kênh, cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đẩy xe vô để cũng đẩy xe vô để anh nhớ mua hàng giúp chị Hồng Loan đó, có chú anh chị và các bạn. Anh Phương nhảy dây nhé. Anh Phương nhẹ dây nhé, cô chú anh chị và các bạn. Vâng, thì bây giờ có một chị khách cũng mới vừa mua hàng xong nhé, cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ vị khách này đi ra về nhé. Đồ bé bé xinh xinh vừa đủ xài không ấy, ốc tiêu nói là đồ chị mua đó hello.
Vâng, thì bây giờ chị quên cái gì đó, chị vô chị mua thêm các bạn. Bây giờ chú Chánh đang ở trong nhà nhé. Chị gái rất là trắng luôn cô chú anh chị và các bạn. Vâng, bây giờ chú Chánh đang ở trong nhà nhé. Quả viên Nghĩa Trang Bình Dương gửi nha cô chú anh chị và các bạn. Quả viên Nghĩa Trang Bình Dương gửi một món quà. Nghĩa Trang Quả viên Bình Dương gửi một món quà nha cô chú anh chị và các bạn. Món quà rất là to luôn. Anh Khoa đẹp trai. Anh Khoa rất là dễ thương nhé cô chú anh chị và các bạn. Nói chung thì mọi người trong nhà của cậu Nam Vũ Linh, nhà của chị Hồng Lo anh đó thì ai cũng dễ thương hết cô chú anh chị và các bạn. Quà từ Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương nhé. Anh Phương, bữa nay không đi làm hả anh Phương? Dạ. À, anh Phương rất là dễ thương luôn, vừa đẹp trai mà vừa dễ thương nữa cô chú anh chị và các bạn. Đây là trước nhà của chị Loan, trước nhà cậu Nam Vũ Linh nhé.